Hello, xin chào các bác nhé. Nó trở lại kênh YouTube Hàng Nhật Bãi là gì này. Clip này em thanh lý cho bác một con quạt treo tường quá nhá. Quạt treo tường này của thương hiệu Toshiba nhá. Cánh là cánh 30 này. Đấy, cánh 30 bác nhá. Đấy, hình thức lồng thì lồng inox này. Lồng mạ inox nhá bác nhá. Này về đánh ra là thành nhá. Đấy, hình thức cổ cánh đây. Cổ đây bác này. Cổ đấy. Cổ này, đây nhá, lành bác nhá. Cổ cánh lành nhá, nói chung bao cổ cánh lành bác nhá. Đấy, bầu đây, bầu nhựa rất là đẹp nhá. Đấy, tình trạng bị cắt dây này bác này. Đấy. Nó luôn là thành lý nhá. Thành lý là bị cắt dây, cái dây nguồn bị cắt rồi bác này. Đấy, về dây nguồn cắt này. Đây này có cái dây điều khiển này nó bị cắt luôn bác nhá. Nó có bảng điều khiển nó cắt dây cái bảng điều khiển này này. Đấy. Đấy, nó có dây nó bị cắt luôn bác này. Đấy. Còn đây công tắc quay nhá. Đấy, đằng sau là mặt tôn này bác này. Đấy, hình thức đấy. Quạt Toshiba nhá. Đấy, một con Toshiba này. Đấy, thì con này em thanh lý cho các bác nhé. Em thanh lý con này giá là 1 triệu nhé bác nhé. 1 triệu. Đấy, còn nói chung là về cắt dây em không biết tình trạng sống hay chết thế nào thì bán thanh lý cho các bác chứ. Đấy, giá 1 triệu nhé. Bác nào chốt hàng thì vui lòng hẹn với số điện thoại 0983 329 755 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo.